nhân dân cúng dường. Tham mô bà đi bồ tát sa sát phu nô lô ca nó mần thát sa vi nà ca rô cô sắp bành nhu bút thóc bà ti phù ti chanh nhá tô hoàn đà má hành tầng ná ra phù. Trên này giác cần pháp bảo vi như ánh vàng, Như Lai soi sáng vạt màng vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô số gá tá sá xà quá cô xích thà số cà mô quá rá thòng má xích thá cô niền đà bá sân xà đi á nà đá rồ quá rồ hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần tăng bảo thinh văn bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thế pháp phàm nhân bì, con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratana taya te che na sekha me he tu wa tha nang ta sa pi a nu pa we na sa ha sa ye na se cha tu. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 31. Appama darato bhikkhu, appama darato bhikkhu, appama darato bhikkhu. Câu số 2. Bama đều phải giác đá si hòa, Bama đều phải giác đá si hòa, Bama đều phải giác đá si hòa. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Ấp Bama đá ra tổ phích khu Bama đều phải giác đá si hòa. Ấp Ba ma đa ra tô phích khu ba ma đề pha ya đa si wa. Áp ba ma đa ra tô phích khu ba ma đề pha ya đa si wa. Rồi bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4. Sân vô chát năng a hằng thu. À xin lỗi. Sân vô chát năng á nùm thù lần, Sân vô chát năng á nùm thù lần, Sân vô chát năng á nùm thù lần. Và câu cuối cùng. Đã hằng ắc vì quá gắt chá tí, Đã hằng ắc vì quá gắt chá tí, Đã hằng ắc ghi quá gắt cha tí. Bây giờ ôn lại câu 3, câu 4. Sân vô chát năng á nùm thù lần, Đã hằng ắc ghi quá gắt cha tí, Sân vô chát năng á nùm thù lần, Đã hằng ắc ghi quá gắt cha tí, Sân vô chát năng á nùm thù lần, Đã hằng ắc vì quá gắt chá tí. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại. Ấp ba ma đa ra tô phích khu ba ma đề phá giá đá si hòa. Sân vô chát năng á nùm thù lần, Đã hằng ắc vì quá gắt chá tí. Ấp ba ma đa ra tô phích khu ba ma đề pha đa si hòa. Sân vô chát năng á nùm thù lần, Đã hằng ắc ghi quá gắt cha tí. Áp ba ma đa ra tô phích khu ba ma đề pha giá đa si hòa. Sân vô chát năng á nùm thù lần, Đã hằng ắc ghi quá gắt cha tí. Đó là cách đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai thì nó dễ hơn.
Abhamma Dharato Pekubhamma Devayadasi Va Sangyo Chanang Anum Thu Lăng Đá Hằng Ác Vì Hoa Gách Chá Tị. Đọc lại lần nữa. Abhamma Dharato Pekubhamma Devayadasi Va Sang vô chắc nặng anh ủng thù lần đã hận ác vì quá gắt cha ti. Lần thứ ba. Áp bá mà đá ra tổ phích cú bá mà đề phá giá đá xì hoa. Sang vô chắc nặng anh ủng thù lần đã hận ác vì quá gắt cha ti. Như vậy trong vấn đề trường âm và đoạn âm, chúng ta có hai cách đọc theo giọng kinh ha. Còn giọng kệ, quý vị cố gắng đọc một lần hai câu ha. Hai câu nó bổ sung cho nhau. Chúng ta đọc từng câu một thì nó nghe có vẻ rời rạc ha. Nhưng mà quý vị đọc lần hai câu thì nó nương nhau, nó có âm vọng, âm hưởng nó lên và nó xuống dễ nghe hơn là đọc từng câu một. Đây là một câu tám tự, chúng ta chia làm 2, 4, 4. Abhamma Dharato Pekku Bhamma Devayadasi Va Sangyo Chanang Anum Thu Lăng Đahang Akki Va Gan Cha Ti. Abhamma Dharato Pekku Bhamma Devayadasi Va Sangyo Chanang Anum Thu Lăng Đahang Akki Va Gan Cha Ti. Abhamma Dharato Pekku Bhamma Devayadasi Va Và đan si hòa sáng vô cha năng nông thu lặng đà hăng ác ghi hòa gan cha tì vui thích không phóng dật đi theo sợ phóng dật bước tới như lửa rừng thiêu kiết sử lớn nhỏ. Rồi, xin mời Sít Mê Ta, Sít Kim Nhung ạ. Dạ. Trước hết còn kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Dạ, không biết quý vị có nghe được âm thanh của Mê Ta không? Dạ. Cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ. Trước hết, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Thúy Đức cùng Chị Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin trả bài câu pháp cú 31. Abhamma Dharato Pekku Bhamma Devayadasi Va Sang vô cha năng a nùm thù lặng đa hàng ác ghi quá gắt cha ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá rá là 2. Đoạn âm, tô trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, bá đoạn âm, ma đê 2 trường âm thông thường, phá giá 2 đoạn âm, đáp trường âm nhấn, si qua 2 trường âm thông thường, ấp ba ma đa ra tổ phích cú ba ma đề phá giá đáp si qua. Con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Sang trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nôm trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu trường âm thông thường, lăng
trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đá, đoạn âm, hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ắc, trường âm nhấn, ghi, trường âm thông thường. Quá, đoạn âm, gắt, trường âm nhấn, chá, tí, hai đoạn âm. Săng, vô, chá, năng, á, nùm, thù, lằng, đá, hằng. Ắc, ghi, quá, gắt, chá, tí. Và con đọc lại hết bài. Ba ma đa ra tô phích khu ba ma đề pha ya đát si hoa sẵn vô cha năng a nùm thù lăng đa hằng ắc kỳ hoa gắt cha ti. Ba ma đa ra tô phích khu ba ma đề pha ya đát si hoa sẵn vô cha năng a nùm thù lăng đa hằng ắc kỳ hoa gắt cha tỳ. Vui thích không phóng dật tỳ kheo, sợ phóng dật bước tới như lửa hừng thiêu kiết sử lớn nhỏ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Appa ma đa ra tô phịch khu ba ma đê phá và đặt si hòa sẵn vô cha năng a nùm thu lặng đa hăng ắc ghi qua gắt cha tì. Và con đã đọc xong, kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con xin nhường mic cho người kế tiếp. Con xin chào sư chí đức, các sư và các cô tu nữ cùng quý vị Phật tử. Một, hai, ba, năm, sáu người luôn. Wow, âm thanh nghe rõ. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu âm thanh nghe rõ ràng. Rõ ràng. Không có chuyện gì rắc rối và chết chắc. Bữa nay biết nói gì ta. Hồi đó bụng quá, trả bài lẹ lẹ đi kiếm đồ ăn. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 31. Trời ơi, sao mắc gì mà ngủ mở mở. Ok. Kinh Pháp Cú câu 31. Appama darato bhikkhubama de phayadasiwa sằng vô cha năng a nùm thù lằng đa hằng ắc ghi quá gắt cha ti. Trời ơi, đói bụng cho pizza hay kem thì không được, phải ăn món khác, ăn món canh cá gì mới được. Sáng ăn bún điêu rồi. Abama darato tikupama de payadasi wa yang yo cha năng a nùm thù lằng đa ắc ghi quá cha ti. Thế như nhắc tới đồ ăn là, nghĩ tới đồ ăn là phóng dật liền. Ôi đọc lại nặng đi. Không nghĩ tới ăn nó không dòm dòm cái screen nữa, dòm cái phóng dật không đọc được nữa. Thôi đọc lại từ đầu nha. Appama darato bhikkhubama de phayadassi wa sang yo cha nang anum thu lang da hang ak gi wa gat jati. Phân tích câu 1 và câu 2. App trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, thí trường âm nhấn, khú đoạn âm. Câu số 2. Bá đoạn âm, ma đê hai trường âm thông thường, phá giá hai đoạn âm, das trường âm nhắn, si qua hai trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Appama darato bhikkhubama de phayadassi wa sang yo cha năng anum thù lằng đa hằng ắc gi wa gat cha ti. Phân tích câu số 3. Sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thấy một ruồi là con mê dễ sợ luôn, nhớ tới một ruồi, trường âm đọc một ruồi đúng hơn nữa sư. Vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường
trường âm, nguyên âm, á, đoạn âm, nung, nung trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trời, con thích nhất câu này với sư. 1, 2, 3, 4, 4 trường âm một lùi luôn. Câu cúng cùi hay câu cuối cùng, đá, đoạn âm, hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp, trường âm nhắn, ghi, trường âm thông thường, quá, đoạn âm, gắt, trường âm nhắn, chá, tí, hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Để con ráng con nhớ cái âm điệu câu ca kệ, làm ca kệ giống nhau, giống như sư một lần nữa, coi được không? Săn vô chá năng, á nùm, thù lần, đá hằng, ác gì, quá gắt, chá tí. Áp ba mà đá ra trồ, thích khu ba mà đề phá giá đá xì hòa, sẵn dồ chá nặng, á nùm, thù lặng, đá hằng, ác gì, quá gắt, chá tí. Áp ba mà đá ra trồ, thích khu ba mà đề phá giá đá xì hòa, sẵn dồ chá nặng, á nùm, thù lặng, đá hằng, ác gì, quá gắt, chá tí. Áp ba mà đá ra tô bích khu pa ma đê pa ya đa si hoa sang yo cha năng a nung thu lăng đà hăng ác di hoa gắt cha ti. Chết rồi, không giống, không giống, không giống. Sao ta? Áp ba đi áp áp ba ma đa. Ok, áp ba ma đa ra tô bích khu pa ma đề pha ya da si wa sang yo cha nang an nam thu da hang ak di wa. Cũng không giống nó, thôi con kệ kiểu của con đi. Phải tập cái giọng kệ của sư nhiều lần cũng được, tại sư là bình nha, sư nhẫn nha, sư giờ lên xuống điều điều nha. Con không giống được như vậy. Dần giống mình sao giống được, người mình là như vậy rồi, bắt chước không giống đâu. Ai cũng phải có cái điểm riêng mà. Thôi con kể theo kiểu con đi, mệt quá. Ap pa ma da ra to bin khu pa ma de pa jak da si wa sang yo cha nang a num thu lang da hang ak di wa kat cha ti. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sử lớn nhỏ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tại vì mỗi một người cái một cái tánh, nó hiểu hiện ra cái sự độc mà với người ta. Thành ra tánh cái sư là khua lắm, đầm lắm nghe. Không ai làm cho sư cái biến động, là sư làm gì làm đó. Mà sư dạy sư độc cái kẻ đó mấy chục rồi, sao bắt chước được tánh mình, chạy, không có bắt được đâu. Lâu lâu mới bắt trước được lần thôi. Ok, để coi sư có cho gì không. Coi. Đã. Thế với bà bông hướng dương vàng khè là chắc không có chuyện gì chích chắc hơn sư. Vàng thành rồi. Cô Mít Tà vỗ tay. Hồng Mai vỗ tay. Hồng Thi Kim Nhung cười nữa. Trời Hồng Y như cô. Trời ơi, vỗ tay quá chừng vỗ tay. Cảm ơn quý vị nghe. Cảm ơn quý vị đã nghe và vỗ tay vỗ chân nha. Thích nhất cho đó. Vậy mới có nôi gì á, nó mới có gì vui chứ không. Thôi là buồn ngủ dữ lắm. Dạ cảm ơn sư và quý vị khán giả đã cho vỗ tay vỗ chân. Dạ chúc quý vị một ngày vui vẻ. Bây giờ kiếm đồ ăn hả. Kính mời Hồng Thị Kim Nhung kế tiếp nghe. May mắn nghe. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh sư Trí Đức, dạ. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Áp bà tổ phích khu ba mà đề phá gia bồ tàng ác ghi quá gách chát tị. Ba mà đa ra tổ phích khu ba mà đề pha gia kỳ hòa sẵn dồ cha nặng a nùng thù lặng đa hằng ắc ghi quá gai chất tị. Vui không phóng dật, tỉ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa thiêu kiết sử lớn nhỏ, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Up là trường âm nhấn là đoạn âm, ma, trường đá rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, bá là đoạn âm, hai trường âm thông thường, phá, giá là hai đoạn âm, trường âm si, qua là hai trường âm thông thường. Ba mà đa ra tổ phích khu ba mà đề pha gia đa xì và câu 4 ạ. Sang âm đọc theo giọng nguyên âm. Đoạn năng âm theo giọng nguyên âm là đông, nung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu là trường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 4, đá là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ắc là trường âm nhấn, ghi là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, gách nhấn, chá tí là hai đoạn âm, đô nùng thù lằng đá ghi chát tí, ắc ba mà đá ra tổ phích khu ba mà đề pha gia đa xì hòa sẵn dồ cha nằng a nùng thù lằng đá hằng ắc ghi qua gái chát. Xin cặp ba ma đa ra tô phi khu ma đê pha dạ đá y hoa sẵn dỗ cha năng à nung mu lăng đa hăng a ki hoa gạch cha ti ma đa ra tô phi khu ma dạ đá si hoa sẵn dỗ cha năng à nung thu lăng đang a khi hòa gách ti vui thích không phóng dật tỷ kheo sợ phóng dật bước tới như lửa hừng thiêu kết sử lớn nhỏ là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sang thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ con kính tri ân sư ạ. Cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài. Dạ xin mời Hoàng Thành ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 31 ạ. Appa ma da ra to phích khu ba ma đề pha cha đa si hoa sang chô cha năng a nung thù lăng đa hằng ác kỳ hoa gách cha ti. Appa ma da ra to phích khu ba ma đề gia pha cha đa si hoa sang chô cha năng a nung thù lăng đa hằng ác kỳ hoa gách cha ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Pa ma da ra to phích khu pa ma de pha ya da si wa. Áp là trường âm nhấn, pá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khu là trường âm đoạn âm ạ. Pá là đoạn âm, ma là ma đê là hai trường âm thông thường, phá giá là hai đoạn âm, das là trường âm nhấn, si qua là hai trường âm thông thường ạ. Sang appa ma dara to phích khu pa ma de pha cha da si qua. Con phân tích câu 3, câu 4 ạ. Sang yo cha nang a nung thu lang da hằng ác vì qua gách cha ti. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yo là trường âm thông thường, đá chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, nung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Đá là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên, ắc là trường âm nhấn, ghi là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, gách là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm ạ. Con xin đọc bài ạ. Appa ma da ra to phích khu pa ma de pha cha da si wa sang yo cha nang thu lang da hằng ác
ghi qua gách cha ti. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sử lớn nhỏ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Appamada tôn khu pa ma de pha cha đạt si hòa sang vô cha năng anum thu lăng đa hàng ác di hòa gai. Đã đọc xong ạ, không có sai, con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Máy của con không nhìn thấy ai. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý chư tăng, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Cô pháp cú số 31. Appamadarato phikkhu pammadevajadassiwa sangyocchanang anumthulang dahang akkhiwagacchati. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Áp trường âm nhấn, phá đoạn âm, trường âm thông thường, đá, rá, hai đoạn âm, tô, trường âm thông thường, phích, trường âm nhấn, khú, đoạn âm, phá, đoạn âm, ma, đê, hai trường âm thông thường, phá, giá, hai đoạn âm, đát, trường âm nhấn, si qua hai trường âm thông thường. Appamadarato phikkhu pammadevajadassiwa. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo trường âm thông thường. Chá đoạn âm. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á đoạn âm. Num trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thu trường âm thông thường. Lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đá âm. Hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ắc trường âm nhấn. Ghi trường âm thông thường. Quá đoạn âm. Gác trường âm nhấn. Chá tí hai đoạn âm. Sang vô chá năng a nôm thù lăng đá hăng ắc ghi quá gác cha ti. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 31. Appamadarato phikkhu pammadevajadassiwa sangyocchanang anum thulang dahang akkhiwagacchati. Appamadarato phikkhu pammadevajadassiwa cha năng anum thu lăng đa hăng ác ghi qua gác cha tì. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sử lớn nhỏ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ. Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Dạ, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ biết là âm thanh rõ và dạ, con xin đọc và dạ, phân tích câu pháp cú số 31 hôm nay. Dạ. Appamadarato phikkhu Kubama de Fayadasiwa Sangyo Janang Anuntu Lang Dahang Aki Wagachati. Appamadarato Fikubama de Fayadasiwa Sangyo Janang Anuntu Lang Dahang Aki Wagachati. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2.
ba ma da ra to phi ku ba ma de pha ya da si wa. Áp là trường âm nhấn, ba là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá ra là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm. Và câu số 2, bá là đoạn âm, ma đê là hai trường âm thông thường, phá giá là hai đoạn âm, đát là trường âm nhấn, si qua là hai trường âm thông thường. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Sang yo cha nang anun thu lang da hang ak ki wa gak cha ti. Và câu số 3. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yo là trường âm thông thường, cha là đoạn âm, nang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, nun là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4. Đá là đoạn âm, hăng là trường âm thông đọc theo giọng nguyên âm, ắc là trường âm nhấn, ghi là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, gắt là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại 4 câu. Appa ma da ra to, appa ma da ra to, fiku ba ma de pa da ya da si wa sang yo cha nang anun thu lang da hang ak ki wa gak cha ti. Appa ma da ra to, fiku ba ma de pa ya da si wa sang yo cha nang anun thu lang da hang ak ki wa gak cha ti. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu tiết sự lớn nhỏ, đó là dịch chữ ngữ, chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu pháp cú số 31. Abba madara to phiên khu ba ma đê pha gia đan si hòa sẵn vô năng anun thu lăng đà hăng ác nghi gặp cha thi. Dạ, con đã đọc và phân tích xong, con có sai mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại dùm con. Dạ, cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Và bây giờ mình từ xin mời bằng tay của bà Quang Thạc Quảng Thành. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, năm con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo họ. Đảnh lễ ngày và con kính đảnh lễ chư tôn đạo chính, lễ quý bà, quý cô tu nữ và con cử đạo tràng đọc bài câu pháp cú 31. Abba ma da ra to phi cu ba ma yan qua sang yo cha nang anung thu lang da hằng ak bi wa gạch cha ti. Abba ma da ya to phi cu ba ma de pa ya da si qua. Con phân tích câu 1 và câu 2. Ấp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, cú là đoạn âm. Bá là đoạn âm, ma là trường âm, ma đê là hai trường âm thông thường, phá giá là hai đoạn âm, tát là trường âm nhấn, si qua là hai trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Sang yo cha nang anung thu lang da hằng ác vì qua gai cha ti. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yo là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, nung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu là trường âm thông thường,
Lăng là trường âm dọc theo giọng nguyên âm. Đá là đoạn âm, hăng là trường âm dọc theo giọng nguyên âm. Ắc là trường âm nhấn, ghi là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, gách là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Áp a da ra to phi khu ba ma de pa ya da si qua a nung thù lăng đa hằng ác ghi qua gách cha ti áp ba ma đồ áp ba ma da ra to phi khu ba ma de pa ya da si qua sa áp ba ma con sai con xin sám hối con đọc lại áp ba ma đa ra tổ phi khu ba ma đề pha ya đát si hòa si hòa sang yo cha năng a nung thù lăng đa hằng ắc ki qua gạch cha ti vui thích không phóng dật tỳ kheo sợ phóng dật bước tới như lửa hừng thiêu kiết sự lớn nhỏ của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Appamada ra tô vinh khu ba ma đê pa ya lan si qua sang dô cha năng a nung thu lăng đa hăng ăn ki qua gạch cha ti Abba ma da ra to phích khu ba ma de pha ya la si qua sang dô năng a nung thu lăng đa hăng ác khi qua gạch cha ti. Dạ con đã đọc và phân tích, con có sai thì mong ngài Chí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 31. Appama darato fikhu pama de phayadasi va sangyo janang anum thù lăng đa hằng ác kỳ quá gắt cha tí. Appama darato fikhu pama de Vayadasi và sang yo cha nặng a nùng thù lằng đa hằng ác ghi quá gách cha tí. Appa ma đa ra tô phích khu pa ma đề Vayadasi và áp trường âm nhấn bá đoạn âm ma trường âm thông thường đá rá hai đoạn âm tô trường âm thông thường phích trường âm nhấn khú bá hai đoạn âm ma đê hai trường âm thông thường phá giá hai đoạn âm das trường âm nhấn si qua hai trường âm thông thường áp ba ma đa ra tô phích khú ba ma đê phá giá das si qua sàng dô cha nặng anh nùng thù lần đá hằng ác kỳ quá gấp cha tí sàng trường âm nhấn vô trường âm thông thường chá đoạn âm nâng trường âm đọc theo giọng nguyên âm á trường á đoạn âm nung trường âm đọc theo giọng nguyên âm thù trường âm thông thường lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm đá đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ác trường âm nhấn ghi trường âm thông thường quá đoạn âm gách trường âm nhấn cha tí hai đoạn âm sang vô cha nặng anh nùng thù lần đã hằng ác
ác ghi quá gách chá tí. Áp ba mà đá ra tô phích khu ba mà đề phá giá đá xì và sẵn dô chá nặng á nùng thù lặng. Đá hằng ác ghi quá gách chá tí. Áp ba mà đá ra tô phích khu ba mà đề phá giá đá xì và sẵn dô chá nặng á nùng thù đà hằng ác ghi quá gách chá tí. Vui thích không phóng dật. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang. Con kính lễ cô Tu Ngũ Phúc Hạnh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 31. Cảm ơn các bạn đã cho âm thanh rõ, cho tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc bài ạ. Appamadagato thikkhupamade phayadassiwa sangyo chanang anum thu lăng đa hằng ác vi qua gắt cha ti. Appamadagato thikkhupamade Kupamade Phayadassi Hoa Sangyo Chanang Anum Thu Lăng Đa Hằng Ác Vi Hoa Gách Cha Ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Appamadagato Kupamade Phayadassi Hoa. Ấp là trường âm nhấn, phá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá, rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, tá đoạn âm, ma, đê hai trường âm thông thường, phá, giá hai đoạn âm, đát trường âm nhấn, si, qua hai trường âm thông thường, ấp pa ma đa ga tô phích khu pa ma đê pha giá đa si qua. Con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Sang yo cha nang anum thu lăng đa hằng ác vi quá gách cha ti. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yo là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, năm trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đá đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ác trường âm thông thường, qua đoạn âm, gắt chá tí hai đoạn âm, sân vô chá năng á nùm thù lăng đá hạt vi qua gắt chá tí. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cuốn số 31. Appamadagato thikkhupamade phayadassiwa sân vô chá năng á nùm thù lăng đá hạt ác vi qua gắt chá tí. Vui thích không phóng dật, tỉ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiếp sử lớn nhỏ. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ. Appamada rato fikhu pamadesa dasiwa sangyo chanang anum thu lăng đa hăng ác ý qua gánh cha tì. Appamada rato fikhu pamadesa ya dan siwa sang cha nang anum thu lăng đa hăng ác ý qua gánh cha tì. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin Sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Xin cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con xin xuống mic ạ. Xin mời Giang Nhật Hạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 31 ngày hôm nay ạ.
appama darato fikubama de fayadasiwa sang yo chanang anung thu lang dahang akgi wagacchati appama darato fikubama de fayadasiwa sang yo chanang anung thu lang dahang akgi wagacchati. Dạ, con phân tích một và câu số 2. Ấp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá, rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khú, bá, ma, phá là đoạn âm, giá là đoạn âm, das là trường âm nhấn, si, wa là hai trường âm thông thường. Appama darato fikubama de fayadasi wa. Câu số 3 và câu số 4. Sangyo chanang anung thu lang dahang akgi wagacchati. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo là trường âm thông thường. Cha là đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm. Nung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thu là trường âm thông thường. Lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đá là đoạn âm. Hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ắc là trường âm nhấn. Ghi là trường âm thông thường. Quá là đoạn âm. Gách là trường âm nhấn. Chá, tí là hai đoạn âm. Sang yo cha nang anung thu lang da hang ak gi wa gat cha ti. Dạ, con xin đọc lại ạ. Appama darato fikubama de fayadasi wa sang yo cha nang anung thu lang da hang ak gi wa gat cha ti. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Appamadharato pikkhubamadephayadassiwa sangyocanang anungthulangdahangakkhiwagacchati. Appamadharato fikkhubamadephayadassiwa sangyocanang anungthulangdahangakkhiwagacchati. Dạ, con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con hạnh đã post bài. Dạ, con xin mời Sistina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 31. Appamadharato pikkhubamadephayadassiwa sangyo chanang anungthulang dahang akgi wagacchati. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Appamadharato pikkhubamadephayadassiwa Pha-ma-de-pha-ya-da-si-wa ấp trường âm nhấn, phá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá rá hai đoạn âm, tu trường âm thông thường, phít trường âm nhấn, khú đoạn âm, phá đoạn âm, ma trường âm, ma đê hai trường âm thông thường, phá đoạn âm, giá đoạn âm, đá đoạn âm, das trường âm nhấn, si qua hai trường âm thông thường. Appamadharato pikkhubamadephayadassiwa. Câu 3 và 4. Sangyo chanang anungthulang dahang akgi wagacchati. Sang trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, trá đoạn âm, năng trường âm đọc trường âm đọc sang. Xin lỗi. Sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm nhấn, trường âm thông thường, trá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á
Đoạn âm trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đá đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ác trường âm nhấn, ghi trường âm thông thường, quá đoạn âm, gắt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, sang vô chát năng ác đun thù lăng đa hăng ác đá hăng ác ghi quá cách chá tí áp pháp mà đã ra tù biết cứu pháp mà đề phát giác đã xì hòa sang vô chất năng á nung thù lần đã hằng ác kỳ quá cách chát tí vui thích không phóng dật tỳ kheo sợ phóng dật bước tới như lửa hừng thiêu kiết sử lớn nhỏ của hòa thượng Thích Minh Châu. Âm pa ma đa ra tu pin khu pa ma đề phá và đan si hòa sang yu cha nắng a nung thu lăng đa hăng a ghi hòa gan cha ti âm pa ma đa ra tu pin khu pa ma đề phá và đan si hòa sang yu cha nắng a nung thu lăng đa hăng a ghi hòa gan cha ti. Dạ thưa con, cả đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và quý bà quý cô tu nữ và đạo tràng, có sai xin nhờ sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con kính lãnh lễ sư Trí Đức, con kính lãnh lễ quý sư, con xin kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Con xin được đọc câu pháp cú 31. Appa ma da ra to bi cú ba ma đề ba ya đa si qua sang vô cha năng an nung thù lăng đa hằng ác ghi qua gát cha ti áp ba ma đa ra tô bích cú ba ma đề ba ya đa si qua sang vô cha năng an nung thù lăng đa hằng ác ghi qua gát cha ti. Dạ con xin được phân tích câu liên tục. Trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, bích trường âm nhấn, bú đoạn âm, bá đoạn âm, ma trường âm, ma đê hai trường âm thông thường, phá đoạn âm, giá đoạn âm, đáp trường âm nhấn, si qua hai trường âm thông thường, son trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nung trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đá đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ắc trường âm nhấn, ghi trường âm thông thường, á đoạn âm, gát trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Dạ con xin đọc lại. Ba ma đa ra tô bích khu ba ma đề ba ya đa si quang cha năng a nung thụ lăng đa hằng ác ghi qua ga cha ti áp ba ma đa ra tô bích khu ba ma đề ba ya si qua sang vô cha năng a nung thụ lăng đa hằng ác ghi qua ga cha ti vui thích không phóng dật tỷ kheo sợ phóng dật bước tới như lửa hừng thiêu đốt thiêu kiết sử lớn nhỏ. Dạ con đã đọc xong, con xin tri ân sư Trí Đức, tri ân đạo tràng, cảm ơn Tâm Hạnh đã bót bài. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con xin kính lễ quý sư, xin kính lễ quý cô tu nữ và con xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh pháp cú số 31. Appama darato pitku bama de vayadasi va sang yo cha nang anung thu lang da a da hang ak gi va gat cha ti. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Appama darato pitku Ruba ma đề pha gia đáp xì và áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phít là trường âm nhấn, khú là đoạn âm,
Bá là đoạn âm, ma đê hai trường âm thông thường, phá giá hai đoạn âm, đát trường âm nhấn, si va hai trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Sang vô cha năng a nung thu lăng đá á đá hằng ác ghi va gắt cha tì. Sang là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, nung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đá là đoạn âm, hang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ắc là trường âm nhấn, ghi là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, gắt là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Con đọc lại bốn câu. Appama darato fitkubama de vajadasi va sang yo cha nang anung thu lang da hang ak ghi va gắt cha tì. Con xin phép được đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sử lớn nhỏ. Dạ con xin hết, con có sai chỗ nào xin quý vị trong đạo tràng sửa bài giúp cho con. Xin cảm ơn cô Tâm Hạnh đã phát bài. Dạ, Nam Mô Bất Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sanh Kha Dạ. Dạ, con cảm ơn đạo tràng cho con biết kính hiệu. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, con kính lễ quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con cảm ơn đạo tràng. Con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã đọc bài. Dạ, con xin được đọc câu Pháp Cú số 31. Appama darato fikhu bama de phaya dasiva sang yo cha nang anung thu lang da hang akhi vasrat chati appama darato fikhu bama de phaya dasiva sang yo cha nang anum thu lang đa hằng a kỳ vá gát cha ti. Dạ con xin phân tích. Áp là trường âm nhấn, đá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá rá là hai đoạn âm, ô là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, đá là đoạn âm, ma là trường âm, ma đê là hai trường âm thông thường, phá giá là hai đoạn âm, đát là trường âm nhấn, si va là hai trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô là trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nung trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đá đoạn âm, thanh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ác là trường âm nhấn, di là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, gát là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại nguyên bài. Appama darato fikhu dama de phaya dasi va sang yo cha nang anum thu lang da hang akhi da gat cha ti. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sử lớn nhỏ. Và đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin kể. Appama darato fikhu dama de phaya dasi va sang yo cha nang
Bhikkhu Bama De Pha Yat Da Si Pha Sang Yo Cha Nang A Nung Thu Lăng Đa Hăng Anh Hi Và Gat Cha Ti. Dạ, con đã đọc và kể xong. Dạ, con có sai, con kính xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa cho con. Dạ, con cảm ơn Đạo Tràng, con xin dâng biết lại theo Đạo Tràng ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sanh Thầy Giá. Dạ, con kính mừng lễ Chư Tăng Đức Tăng. Kính chào các con từ nữ và Đạo Tràng, con xin trả lời. Bama darato fikhu bama de fayas dasiwa sangyo chanang anum thu lam dahang a chi wagat chati. Bama darato fikhu bama de fayas dasiwa sangyo chanang anum thu lam dahang a chi wagat cha tí. Vui thích không phóng dật, tùy khao sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng thiêu kiết sử lớn nhỏ. Đoạn dịch qua thượng thích Minh Châu. Ấp trường âm nhắn bá đoạn âm ma trường âm thông thường đá rát hai trường âm đó hai đoạn âm tô trường âm thông thường phích trường âm nhấn khú đoạn âm bá đoạn âm ma trường âm thông thường ma đê hai trường âm thông thường phá giá hai đoạn âm dash trường âm nhấn si trường si qua hai trường âm thông thường áp ba ma đa rát tô phích khú ba ma đê phá giá dash si qua sang trường âm nhấn sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm con xin sống sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm vô trường âm thông thường chá đoạn âm năng trường âm thông thường đọc theo giọng nguyên âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm á đoạn âm nung trường âm đọc theo giọng nguyên âm thu trường âm thung trường âm thông thường lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm đá đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm á á trường âm nhấn chi trường âm thông thường quá đoạn âm gắt trường âm nhấn chá tí hai đoạn âm sang vô cha năng á đức thù lăng đa hằng a chi quá gắt chá tí áp ta mà đa rác tô phích Khu ba ma đề pha yas da si wa sang yo cha năng a nực tu lăng đa hằng a chi va cát cha tí. Appa ma da va to vip ku ba ma đề pha ya da si wa sang yo cha năng a nực tu lăng đa hằng chí và gặp trà tì vui thích không phóng dật tùy theo sở phóng dật bước tới như lửa hừng thiêu kiết sử lớn nhỏ ảnh dịch qua thượng thích Minh Châu và con xin cho biết về cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào Đạo Tràng. Sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 31. Ba ma đa ra tô phít khú ba ma đề phá giá đát si và sang yô cha năng an thù lăng đa hằng ác kỳ và gắt cha tí. Ba ma đa ra tô phít khú ba ma đề phá giá đát si và
Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đá rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phít là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, bá là đoạn âm, ma đê là hai trường âm thông thường, phá giá là hai đoạn âm, đát là trường âm nhấn, si va là hai trường âm thông thường. Và câu 3 và câu 4 ạ. Sằng dô chá năng á nùm thù lần đá hằng át ghi vá gách chá tí. Sằng là trường âm thông thường, dô là trường âm đọc theo dạng. Sằng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, con xin sám hối ạ. Dô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, á là đoạn âm, ung là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, thu là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đá là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ắc là trường âm nhấn, ghi là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, gát là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Áp ba mà đá ra tổ phít khu ba mà đề phá giá đát xì và sằng dồ chá năng an thù lằng đá hằng ác ghi vát gát chá tí. Áp ba mà đá rát tổ phú ba mà đề phá giá đá xì và sằng dồ chá năng an thù lằng đá hằng ác ghi vát gát chá tí. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Appamada rato phikhu bamadefa yadasiva sangyo cha nang anung thu lăng dahang agi và ga cha ti. Dạ, con đã đọc và kể phân tích xong ạ. Dạ, có sai chỗ nào xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa ạ. Kính xin cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bốt bài ạ. Kính chào Đạo Tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Và Nhục Bình kính cảm ơn Đạo Tràng, cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Và có Nhục Bình có giật mít bị nào không quý vị? Và Nhục Bình thấy rùm im ru nên Nhục Bình chạy lại thôi. Và con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng rất nhiều cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bích Hà Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin sám hối với Ngài và Đạo Tràng.
Dạ, do con có cái cuộc điện thoại không thể không cầm không không trả lời nên con đã phải trả lời điện thoại. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiện Vũ, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời vị nào chưa trả bài thì kính mời bằng tay. Dạ, trong khi chờ đợi thì con xin được trả bài trước. Dạ, vị nào chưa trả bài thì xin đưa bằng tay để ngài xuất hiện là ngài. Ngài khóa sổ nha. Dạ, cảm ơn Tâm Hạnh đã bớt bài ạ. Abhamma darato bhikkhu bhamma de phayadasi wa sangyo chanang anam thu lang da hang adye vagacchati. Abhamma darato bhikkhu bhamma de phayadasi wa sangyo chanang anam thu lang da hang adye vagacchati. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ấp là trường âm nhấn, bát đoạn âm, ma trường âm thông thường, đá rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, bá đoạn âm, ma đê hai trường âm thông thường, hóa giá hai đoạn âm, đắc trường âm nhấn, si qua hai trường âm thông thường. Áp ba ma đa ra tờ bịch khu ba ma đề pha gia đa xì hoa. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nâm trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thu trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đá đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ách trường âm nhấn, ghi trường âm thông thường, quá đoạn âm, gác trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại câu 3 và câu 4. Sang vô chá năng anh đâm thù lăng đá hăng ách ghi quá gác chá tí. Con xin ôm lại hết 4 câu. Áp ba ma đa ra tờ bịch khu ba ma đề hai gia đa si hoa sẵn dơ ca năng á nụm thụ lăng đa hăng ạch di qua gót chá tí. Áp ba ma đa ra tờ bịch khu ba ma đề hai gia đa si hoa sẵn dơ ca năng á nụm thụ lăng đa hăng ạch di qua gót chá tí. Vui thích không không giật, tỷ kheo sợ không giật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Con đọc và phân tích có sai, con cũng khỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Con xin được kệ. Abba ma da ra to bích khu ba ma de pha ya da si wa sáng vô chan năng anh thu lăng đa hằng ắt ghi qua gót cha tì. Abba ma da ra to bích khu ba ma de pha ya da si wa sẵn vô cha năng anh thu lăng đa hằng ách ghi qua cơ cha tiền. Dạ, con đã đọc phân tích và kệ xong. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, theo như lời chát của Kim Nhung, Nhật Quỳnh kính mời huynh đạo huynh. Dạ, huynh đạo huynh hay huynh đạo huynh, à, có thể đưa bàn tay của mình lên được không ạ? Có trả bài được không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, con không biết. Ngại lại đạo tràng. Ồ, kính mến mời chiếc lá mùa xuân. Chiếc lá mùa xuân ôn bài chưa? Chiếc lá mùa xuân. Dạ, kính mời huynh đạo huynh. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, kính lễ sư Trí Đức. Dạ, kính chào cô Nhật Quỳnh, kính chào cô Meta, kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị và chư quý vị trong đạo tràng.
Dạ, xin trả bài pháp cú hôm nay. Dạ, dạ. Xin được kéo xuống. Dạ. Abhamma daratho bhikkhu bhamma de phai yat dat siwa sang yo cha nang anung thù lần đa hằng ắt ghi quá gắt cha tí ấp ba mà đa ra tù bít khu ba mà đề phá giá đất xì qua sang dù chân nặng a nùng thù lần đa hằng ắt ghi quá gắt cha tí. Dạ, mà đầu hình xin phân tích cái câu, tại vừa rồi chỉ bỏ cái sự để ý, sự khiển trách thành tựu. Bây giờ xin phân tích phiên âm phụ âm. Trường âm, dạ, đoạn âm. Áp là đoạn, là trường âm, nhấn. Ba là đoạn âm, ma là trường âm. Thông thường, dạ, đá, rá là đoạn âm, tô là trường âm. Phít là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, bá là đoạn âm, ma là ma đê là hai trường âm, phá là đoạn âm, giá là đoạn âm, đát là trường âm nhấn, xí là trường âm thông thường, qua là trường âm, sang là trường âm đọc theo dẫn nguyên âm, vô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, á là đoạn âm, nung là trường âm đọc như dòng nguyên âm, thu là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, đá là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Trường âm nhấn thông thường, trường âm nhấn cha tí là đoạn âm. Dạ, và xin kệ. Abba mada ra to bi ku ba ma de pha ya dat si wa abba mada ra to bi ku ba ma de pha ya dat si wa sang yo cha nang a nung thu lam da hang gat ki da hang ak gi wa gat cha ti sang yo cha nang a nung thu lam da hang ak gi và gạch cha tì. Và Thượng Tọa Thích Minh Châu đã dịch ra tiếng Việt là vui thích, không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Dạ, chúng tôi đã đọc xong và xin nhường bích lại cho ai đó chưa đọc. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá một lần nữa xin cảm ơn sư. Cảm ơn chú quý vị. Dạ, là một thời gian. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thu sa thu. Hôm nay quý vị rất là tuyệt vời. Vì nào đọc cũng hay hết. Nhưng mà có một cái từ mà quý vị nhiều khi phải nói đọc trong cái phần trường âm, đoạn âm thì sai, nhưng mà khi phân tích lại chính xác. Chữ khú, phích khú, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm. Nhưng mà quý vị đã đọc là phích khú. Chỗ này là cái chỗ mà quý vị coi như đọc theo quán tính hàng sáu. Nhưng mà khi mà vô phân tích ấy, thì quý vị phân tích chữ khú
là chính xác, đó là Đoạn Âm. Nhưng mà hôm nay nổi bật là quý vị biết ai không? Huynh Đạo Huynh là người bao chót. Huynh Đạo Huynh mấy hôm trước thì chỉ đọc cái phần Bali không, Trường Âm, Đoạn Âm, đọc rất là chuẩn. Nhưng mà hôm nay thì Huynh Đạo Huynh còn kể này, còn phân tích. Nó khổ một cái, khổ một cái là cũng là chữ khi đọc Phích Khu ha, nhưng mà phân tích là Phích Khu chính xác. Nhưng mà chắc là Huynh Đạo Huynh bị phân tâm. Cái câu cuối cùng chữ quá là Đoạn Âm, mà là gọi là Trường Âm Nhấn. Chữ gác mới là Trường Âm Nhấn. Nhưng mà chữ quá này là Đoạn Âm thì không biết làm sao mà Huynh Đạo Huynh muốn bỏ lửng hay sao, để coi người ta có theo dõi, có chú ý mình hay không. Để rồi một cái Đoạn Âm này nó là Trường Âm Nhấn. Lắm lúc bị run. Huynh Đạo Huynh rất là bình tĩnh. Nhưng mà bỏ lửng ở đây để coi quý vị có theo dõi hay không. Chắc nó lộn hả? Có lẽ là như vậy. Nhưng mà tại sao phía trước á, những cái chỗ khó không có lộn, mà cái chữ quá này mà là lộn là chỗ nào? Một cái sự chấm hỏi để coi quý vị có theo dõi hay không. Vậy này quý vị thấy rằng một thời gian Huynh Đạo Huynh không đến đạo tràng ha. Nhưng mà hôm nay đến đạo tràng thể hiện rất là tuyệt vời, không có chỗ nào mà sai sót. Đến nỗi mà có người nói rằng Huynh Đạo Huynh dám cạnh tranh với Huynh Giang Nhật Hà kìa. Có nghĩa là nói ngoài dòng kinh ra, cái dòng kệ của Huynh Đạo Huynh á, cũng có giá lắm. Tức là cũng là có nhiều ưu điểm lắm á. Xà thủ sự tiến bộ của quý vị, chúng tôi rất là hoan hỷ. Đây là kiếm lỗi, nhưng mà để cho quý vị thấy rằng nhiều khi chính mình không nhìn thấy cái lỗi của mình. Và cá nhân chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng được quý vị ai cho nên mới tồn tại đến bây giờ. Nếu mà quý vị ghét á thì chắc chắn là cái lỗi rồi. Ghét có nghĩa là quý vị thấy sai mà không thèm nói tới. Đó là một hình thức mà đanh đá công bằng, tức là một cái phạm đàn, một cái chất hình phạt trong Phật giáo, là coi như không chơi nữa. Không chào hỏi, không đón tiếp, không có nói năng, thấy mặt là coi như xa lánh. Đó là một hình thức phạm đàn, đanh đá cầm má. Thì hôm nay chúng tôi rất là hoan hỷ với quý vị. Quý vị vị nào cũng coi như thành công, tức là quý vị đã đứng trên đôi chân của chính mình. Và cái phẩm không phóng dật này đã thể hiện quý vị là những người rất là tuyệt vời. Rồi, xà thủ. Rồi, một điều nữa trước khi đi vào tự vấn là cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh, sĩ Trần Phụng, sĩ Phố Biển và Huynh Minh Tấn. Cảm ơn ở đây có nghĩa là hôm qua chúng tôi đã nhận được quà của quý vị. Mà cái quà của quý vị rất là quan trọng. Đó là những cái thực phẩm mà thực phẩm khô. Bởi vì ở Đồng Nai cũng bị, mà ở Bình Định thì quý vị cũng bị. Cái vấn đề COVID, cái cô này trẻ tuổi, 19 tuổi nhưng mà hoành hành cả thế giới. Nhưng mà quý vị đã gửi cho chúng tôi qua shipper, tức là đã đem những thực phẩm đến cho chúng tôi. Và quý vị cũng biết rằng chùa đóng cửa mà được như vậy thì quá tuyệt vời. Chúng tôi rất là cảm ơn, mặc dù đã PM quý vị, đã cảm ơn quý vị,
để nhắn tin cho quý vị. Nhưng mà hôm nay phải tán thán công đức của quý vị. Đó là một điều khích lệ cho chúng tôi rất là nhiều. Tức là chúng tôi được quý vị quan tâm giúp đỡ, mặc dù chưa có bị dịch, chưa mất dịch, nhưng mà quý vị vẫn quan tâm. Tức là tình trạng chung của Việt Nam là vấn đề đi lại khó khăn, tránh những nơi tụ tập đông người và áp dụng 5K. Nhưng mà rồi cái tình hình dịch nó vẫn diễn tiến phức tạp, và nhất là thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như khi nãy giờ quý vị thấy đạo hữu Láng Đáng Mây Trời, đạo hữu Đồng Tuệ, rồi cũng có một cái sự quan tâm hướng về thành phố Hồ Chí Minh, một nơi mà trung tâm của dịch đường phát triển. Thì quý vị thấy rằng một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ, thể hiện tâm từ của một người con Phật. Thì chúng ta thấy rằng khi mà hữu sự thì chúng ta cũng nên quan tâm. Rồi, thôi để mới khỏi mất thời gian, chúng ta đi vào ý nghĩa tự vựng của câu Phật ngôn 31 ha. Còn một câu Phật ngôn nữa là câu Phật ngôn 32, là hết cái phẩm không phóng dật ha. Và hết câu 32 chúng ta sẽ quay lại trong cái phẩm này để chúng ta tâm đắc về câu Phật ngôn nào, và câu Phật ngôn nào đã làm cho chúng ta thức tỉnh, chúng ta siêng năng, chúng ta tinh tấn, chúng ta coi như là vượt lên chính mình. Rồi, thôi bây giờ chúng ta đi vào tự vận ha. Appama darato phikkhu, appama darato phikkhu. Câu này có hai từ. Thì bây giờ cái từ appama darato, cái chữ appamada, chúng ta thấy app tiếp đầu ngữ có nghĩa là không. Appamada nó là một danh từ nam tính, akaranta pumlinga, là sự phóng dật, buông lung, sao lãng, dễ vui. Chữ appamada nhân chữ app có nghĩa là không, nói lên sự chuyên cần, không phóng dật. Rồi thêm cái chữ rato. Rato do cái từ rata. Rata là một quá khứ phân từ, có nghĩa là đã được quan hỷ. Và chữ rata này đứng làm chủ từ số ít bạch tham án e câu quá chánh quỷ phát tí, cho nên rata biến thành rato. Appamada rato có nghĩa là thích thú trong sự không sao lãng, có được sự hoan hỷ trong sự không phóng dật. Cái chữ appamada rato. Rồi từ thứ hai, phikkhu. Phikkhu là một danh từ nam tính, ukaranta pumlinga, và phikkhu được đứng làm chủ từ số ít bạch tham án ekavacana vị phát tí. Phikkhu có nghĩa là vị tỳ khưu. Vậy thì ở đây vị tỳ khưu thích thú trong sự không phóng dật. Vị tỳ khưu thích thú trong sự không phóng dật, đó là câu đầu tiên. Tức là ngài hòa thượng dịch rằng vui thích không phong dật. Rồi câu số 2, bamma đề phaya dasi wa, bamma đề phaya dasi wa. Bamma đề do từ bamma đã ha, nhưng mà bamma đề ở đây nó đứng trong cái trường hợp định sở cấp, tức là sát tâm mí vì phát tí e ca quá trần á. Bama đề trong sự phóng dật, trong sự biến nhát, trong sự buông lung,
Ba Ma Đề. Rồi, từ thứ hai, Ba Ma Đề trong sự công việc, trong sự biến nhát, trong sự buông lung. Rồi, Phayadassi. Phayadassi do hai từ Phaya. Phaya nó là một danh từ trung tính. Akran Thanapum Sakhalinga. Phaya là sự sợ hãi. Phaya là sự sợ hãi. Dassi nó là một danh tính từ nam tính. Người đã nhìn thấy. Người đã nhìn thấy. Phayadassi có nghĩa là việc đã được, việc đã nhìn thấy sự sợ hãi. Phayadassi đã nhìn thấy sự sợ hãi. Rồi chữ cuối cùng, Phayadassi sợ hãi. Dassi người đã nhìn thấy, việc đã nhìn thấy sự sợ hãi. Rồi chữ qua, qua đây nó là một liên từ hoặc hay và, hoặc hay và, giống như tiếng Việt Nam mình nói qua là và ha. Rồi như vậy thì câu số 1, câu số 2, hai câu này bổ sung ý nghĩa cho nhau ha. Appama darato pikkupama de phayadassi wa. Vị tỳ khưu thích thú trong sự không sao lãng, hoặc có sự nhìn thấy nỗi hiểm nguy trong sự sao lãng. Vị tỳ khưu thích thú trong sự không sao lãng, hoặc có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong sự phóng dật. Rồi bây giờ câu số 3 và câu số 4. Sang vô chát năng át nùm thù lằng. Câu số 3 có 3 từ. Sang vô chát năng là 1, át nùm là 2, thù lằng là 3. Sang vô chát năng do cái từ sang vô chát ná. Sang vô chát ná là một danh từ trung tính. Ác lần ta nó bùng sắc cả lình gã. Và sang vô chát ná là chia theo đối các số ít. Đu tỷ giá quỷ phá thí hệ cao quá chẳng á. Cho nên sân vô chẳng á biến thành sân vô chắc năng. Sân vô chắc năng là sự trói buộc. Sân vô chắc năng là sự trói buộc. Rồi anum. Anum do cái từ anu. Và cái anu này được chia theo đối các số ít. Đu tỷ giáo quỷ phá tỷ có quá chẳng á. Trên nền anu biến thành anum. Anum là nhỏ nhoi, nhỏ bé, ít ỏi. Nhỏ nhoi, nhỏ bé, ít ỏi. Rồi chữ thu lăng. Thu lăng do từ thu lá. Và thu lá cũng được chia theo đối các số ít. Đu tỷ giáo quỷ phát tỷ có quá chẳng á. Cho nên thu lá biến thành thu lăng. Thu lăng là to lớn, vĩ đại, khổng lồ. To lớn, vĩ đại, khổng lồ. Và câu cuối cùng. Đa hằng ắc ghi qua gắt chá ti. Đa hằng ắc ghi qua gắt chá ti. Câu số 4 có 4 từ. Đa hằng là 1, ắc ghi là 2, qua là 3, gắt chá ti là 4.
chữ đá hằng. Đá hằng đây là một hiện tại phân từ nam tính. Đá hằng có nghĩa là việc đang thiêu đốt, việc đang thiêu đốt. Rồi, chữ ắc ghi. Ắc ghi là một danh từ trung tính. Y karan ta la phung sa ka linh ga. Ắc ghi được đứng làm chủ từ số ít. Và tham án e ka wa cha la vi phát tí. Ắc ghi có nghĩa là ngọn lửa. Và chữ quá, chữ quá ở đây có nghĩa là ví như, tự như. Quá là do cái từ ý quá. Rồi gắt chặt tí, gắt chặt tí đây là một động từ số ít. Đi tới, ra đi, bước tới, động từ đi, gacchati, ra đi tới, đi đến. Rồi như vậy thì câu số 3, câu số 4. Sân vô chất năng lùm thù lần đã hằng ắc ghi qua gacchati. Sân vô chánh năng anh hùng thù lần đã hằng ắc ghi quá gắt cha ti. Ra đi ví như ngọn lửa đang thiêu đốt mọi trói buộc nhỏ nhoi và to lớn. Ra đi ví như ngọn lửa đang thiêu đốt sự trói buộc nhỏ nhoi và to lớn. Câu Phật Nguồn 31. Appama Dharato Phích Kupama đề phayadasi và sang vô chánh năng anum thù lần đã hằng ắt vì quá gắt cha ti. Vị tỳ kheo thích thú trong sự không sao lãng, hoặc có sự nhìn thấy nỗi hiểm nguy trong sự phóng dật. Ra đi với như ngọn lửa đang thiêu đốt sự trói buộc nhỏ nhoi và to lớn. Ý nghĩa của Phật Ngôn 31. Vị tỳ kheo thích thú trong sự không dễ vui, hoặc có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong sự phóng dật. Ra đi ví như ngọn lửa đang thiêu đốt sự trói buộc nhỏ nhoi và to lớn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát. Tỳ kheo vui thích tinh cần, sợ hãi phóng dật, niềm tâm canh chừng, bước đi như đám lửa hừng, thiêu bao phiền não kiết thần tiêu tan. Tỳ kheo vui thích tinh cần, sợ hãi phóng dật, niềm tâm tanh canh chừng, bước đi như đám lửa hừng, thiêu bao phiền não kiết thần tiêu tan. Rồi ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ ngũ ngôn. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Rồi, như vậy trong cái phần tự vận này, quý vị có chỗ nào thắc mắc? Alo. Không thắc mắc, chúng ta đi vào duyên sự ha. Duyên sự câu Phật Ngôn 31.
11. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên thì Ngài đã đề cập đến một vị tỳ khưu đã được thấy một đám cháy của rừng. Vị tỳ khưu này sau khi đã thọ huấn đề mục nghiệp xứ nơi Đức Bổn Sư thì Ngài mới đi vào trong rừng tinh tấn hành thiền, nhưng mà không chứng đắc đạo quả như ý nguyện. Vị tỳ khưu đó nghĩ thầm rằng: ta phải về bạch xin với Đức Thế Tôn giải thích thêm về cái đề mục này mới được. Tức là đang tu tập nhưng mà còn hoài nghi, bởi vì tu tập mà không có sự tiến bộ, có những cái điểm mà nó làm cho cái tâm mình không giải quyết được, cho nên mới nghi ngờ và định đi về trình lên để giải tỏa những sự nghi ngờ đó. Thế là vị đó đã từ bỏ nơi trú xứ của rừng núi, trở về nơi của Đức Bổn Sư. Nhưng mà trên đường đi về đấy, thì vị tỳ khưu này trông thấy một đám cháy, một đám rừng nó cháy, thì mới lật đật trèo lên trên một cái trái núi trọc, trên một cái đồi cao, nhìn xuống ngọn lửa tung hoành và nhìn thấy đám lửa cháy đó, lấy đề mục lửa, lấy đề mục đám cháy để mà quán niệm, cũng như cái ngọn lửa rừng đang cháy này nó bắt cháy những cái nhiên liệu có cây nhỏ lớn và nó tràn nó tiến tới. Như thế này thì ngọn lửa của trí tuệ giác ngộ để thấy pháp nó sẽ bắt cháy những cái kiết sử, những cái phiền não lớn nhỏ và lan truyền tới, cũng giống như ngọn lửa, tức là ngọn lửa nó thiêu đốt cả những cái vật dơ, nó thiêu đốt những cái cây, những cái trở ngại lớn hoặc là nhỏ khi nó tiến tới. Thì đang suy nghĩ như vậy thì Đức Phật Ngài đang ngự trong hương thấp, thấy được cái tâm niệm của vị tỳ khưu này đang ở trong quần mà mới quán niệm về cái đám lửa như vậy, thì Ngài mới nói với vị tỳ khưu đó: này tỳ khưu, cũng như những cái đồ nhiên liệu lớn nhỏ, thì ở bên trong những cái chúng sanh này cũng có những cái kiết sử, cũng có những cái phiền não lớn nhỏ đang phát sinh lên, thì cần phải dùng cái ngọn lửa trí tuệ để mà thiêu cho nó cháy hết, không cho nó tái sanh lại. Và Đức Phật Ngài đã phóng hào quang hiện ra để cho vị tỳ khưu đó trông thấy giống như Ngài đang ngự trước mặt, và đặt lên cái câu Phật ngôn: Appama darato bhikkhu bama de phayadassi wa sangyo sangyo chanang num thu lang da hang akgi wagacchati. Câu Phật ngôn nó chạy ra mất tiêu rồi. Vui thích không phong vật, tỳ kheo sợ phong vật, bước tới như lửa hừng thiêu kiết sử lớn nhỏ. Thì ở trong bài kệ này, cái điều quan trọng là appama darato, cứ nghĩa là hoan hỷ, thỏa thích, vui thích trong cái hạnh chuyên cần, trong cái hạnh tinh tấn, và giữ mình không có cho có sự dễ vui duyên nhát. Đó là cái điều quan trọng để vượt qua trở ngại. Cho nên khi vị tỳ khưu vừa nghe bài kệ dứt thì đã chứng đắc thân quả A-la-hán ngay tại chỗ ngồi, vì đã thiêu sạch, đốt sạch tất cả 10 sợi dây kiết sử.
Rồi vị này mới dùng thần thông bay lên tán thán kim thân của Đức Như Lai. Sau khi ca tụng vị đó là đánh lễ Đức Phật rồi từ giã ra đi. Duyên sự trong câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy rằng ngọn lửa thiên nhiên cứ cháy tràn, rừng xanh cây lá cũng tiêu tan. Người tu trí nhạy dường như lửa, kiết sử nào đâu chẳng rụi tàn. Cần chuyên hăng hái nhiệt tâm thành, bỏ ngủ quên nằm tuệ giác sanh. Mỗi phút giờ qua đừng chểnh mãn, lo chi đạo quả chậm viên thành. Như vậy chúng ta đã nghe duyên sự câu Phật ngôn 31. Trong câu Phật ngôn 31 này, quý vị có ý kiến thế nào? Quý vị có sự suy nghĩ như thế nào về câu Phật ngôn này? Cách vật trí trì qua một cái đám cháy, vị này khởi lên một cái tâm niệm, ngọn lửa khởi lên đốt sạch tất cả những cái gì cản trở của nó, trở ngại trên đường nó tiến tới. Thì ngọn lửa này nó không có khen, không có chê. Khi nó gặp trở ngại dù lớn dù nhỏ thì nó vượt qua một cách rất là thoải mái. Thì cũng giống như vậy, khi mà trí tuệ của chúng ta phát sanh lên, nếu chúng ta không có dễ vui, chúng ta tinh cần, chúng ta nhiệt tâm, chúng ta cố gắng, có nghĩa là làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm Chúa Nhật. Với sự quyết tâm như vậy thì chúng ta sẽ chiến thắng được những phiền não lớn nhỏ. Cũng giống như cái ngọn lửa kìa, nó bùng lên và nó đốt sạch tất cả những cái gì mà trong cái khả năng của nó. Vậy thì cái trí tuệ của chúng ta khi mà phát sanh lên thì tham sân si hoặc là 10 sợi dây trói buộc của kiết sử, thì chúng ta sẽ cố gắng vượt qua. Nếu mà chúng ta có sự tinh tấn, chúng ta có sự nỗ lực, chúng ta có sự tinh cần, tức là không bóng giật nè, thì chúng ta sẽ thiêu kiết sử lớn nhỏ, tức là những cái phiền não lớn nhỏ do cái trí bát nhã, Panya Parami, Panya Upaparami, Panya Paramattaparami, những cái trí tuệ đó nó sẽ coi như làm cho phiền não của chúng ta sẽ được thiêu đốt đi, sẽ được tiêu tan. Rồi bây giờ để lại một thời gian để cho quý vị coi như tham khảo, có ý kiến về câu Phật ngôn 31. Alo, xin mời quý vị. Quý vị nào có ý kiến về câu Phật ngôn này, chúng ta hãy thảo luận một tí đi. Đây là đối với vị thị khưu đó, nó thích nghi với cái đề mục này. Còn chúng ta thì không phải là người được Đức Phật hướng đến, cho nên chúng ta có nhiều sự thắc mắc, chúng ta có nhiều sự nghi ngờ, bởi vì chúng ta sinh sau để muộn. Rồi hồi thời kỳ đó thì Đức Phật chỉ nói khẩu truyền thôi, chứ không có như là văn tự như bây giờ. Cho nên cái lối nói của Đức Phật và được diện kiến với Đức Phật trước mặt thì cái tâm vị này chấp nhận được sự thật, thấy được cái thực tánh của Pháp. Nhập ngũ thiền rồi á, ngũ thiền mà viết chữ nhũ là sao? Trời đất ơi, chữ ngũ thiền mà viết cái chữ vậy thì rồi nên ngũ gục là ngủ phải tỉnh táo chứ. Ngủ này là ngủ không yên giấc cho nên mới nhủ thiền. Chứ người ta ngủ thiền là thôi thoải mái rồi. Ngủ thiền mà tại sao mà còn chát chót như thế này?
Tức là cái kiểu này là thiền thiền quyên ứ hự, là kiểu thiền này là cái thiền gì đây không biết, là thiền cảnh rồi. Alo, còn thời gian 8 phút nữa hả? Quý vị có ý kiến thế nào? Nhiều khi chúng tôi nói, quý vị nói rằng ô còn dành, nói không cho có ý kiến ý còn. Bây giờ để cho quý vị coi như có thời gian nè, suy nghĩ nè. Quý vị có những cái thắc mắc, quý vị thấy rằng có những cái gì ngộ ngộ thì quý vị cứ trình bày hoặc là phản biện. Tại sao càng tại sao càng nhiều thì chúng ta mới dùng cái từ đa nghi thì mới đa ngộ. Mình nghi ngờ nhiều, hỏi nhiều, thắc mắc nhiều thì coi như mình sẽ giải tỏa được những cái sự thắc mắc nghi ngờ trong nội tâm, và như vậy chúng ta có được một hướng đi thông thoáng. Còn bây giờ quý vị cứ ngại, cứ sợ thì làm sao đây? Cũng không sao hết đó. Còn câu Phật ngôn nữa là câu 32, thì cái phẩm không phóng dật ha, Appamada Vakkha, cái phẩm này sẽ kết thúc. Và khi kết thúc thì quý vị sẽ trình bày lại tại sao không phóng dật, nó có lợi ích như thế nào, và quý vị tâm đắc làm sao. Chính cái vấn đề không phóng dật nè, hiện thực ở trong room này, nhờ không phóng dật, quý vị tinh tấn, quý vị tinh cần, quý vị cố gắng, cho nên sự tiến bộ của quý vị đã vượt lên chính mình, đó là quý vị không phóng dật. Quý vị đã thực hành và quý vị đã thành công. Vậy thì trong cái sự thành công đó, chúng ta nhìn lại để chúng ta thấy rằng tại sao mình thành công như vậy. Mình phải tâm đắc một câu Phật ngôn nào trong những cái câu Phật ngôn này của không phóng dật. Rồi xin mời sĩ Nhật Quỳnh. Nói riết là sĩ Nhật Quỳnh chịu không nổi rồi đưa tay, khổ lắm. Nam mô Bụt Thầy, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phục hành, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con nghe ngài hỏi thì để cho mọi người có ý kiến với bạch ngài, nhưng mà con thấy lâu quá không có vị nào có ý kiến thì con xin đỡ mít cho ngài dễ chút xíu, ngài dùng nước. Thấp giọng đi bạch ngài, ngài nói duyên sự cũng lâu rồi. Cảm ơn Kim Dung. Dạ, nhưng mà con theo cái ý con chỉ muốn hỏi chứ con không có muốn chia sẻ cái ý của con, tại vì câu Phật ngôn là những Đức Phật với những vị mà có hữu duyên, đến những vị này là những vị này đắc đạo quả liền. Còn con thì rất là sơ cơ về Phật giáo năm truyền cũng như về những lời Đức Phật dạy, nên con chỉ hỏi thôi. Bạch ngài, ngài giảng nghĩa cho thêm cái chữ không phóng dật. Ví dụ trong đạo tràng này nè, là mình không phóng dật là như thế nào? Có phải mình không phóng dật là khi mình đến cái giờ nào thì mình làm việc đó hay không? Ví dụ mình tới giờ mình trả bài, mình ôn bài thì mình ôn bài. Tới khi mình trình bày những ý kiến hiểu biết trong cái câu Phật ngôn thì mình biết được giờ này là giờ mình trình bày cái hiểu biết của mình. Hoặc là mình nhìn trong đạo tràng, mình thấy ví dụ như hôm nay ít có vị lên trả bài thì mình đọc nhiều hơn, và đọc dài ba lần, ba bốn lần luôn. Còn nếu mình thấy rất là đông những giọng kệ bị an thì mình rút lui xuống, rồi mình nếu có trả bài thì mình cũng ngắn gọn để cho người khác trả bài để không hết giờ. Như vậy là có phải là không phóng dật hay không ạ? Dạ, con cung thỉnh ngài chỉ dạy cho con để con có thể con biết được, để con sửa sai ạ. Con kính dâng mít đến ngài.
Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha? Có ai đồng ý với Sĩ Nhật Quỳnh qua câu hỏi đó không? Alo, có ai đồng ý với Sĩ Nhật Quỳnh không? Có hả? Một người. Có một người. Rồi, Sĩ Trần Phụng cũng có luôn hả? Rồi. Ô, Sĩ Thiền Vũ nữa. À, Sĩ Ca. À, chiếc kim thì không ha, rồi tại sao có, tại sao không? À, cái này dễ thôi, đâu khó. Phóng vật là gì? Phóng vật tức là chúng ta duyên theo cái bản ngã, chiều theo cái bản ngã. Mà cái bản ngã là gì? Bản ngã là tham sân si nó chi phối. Những phiền não, những ác, bất thiện pháp nó chi phối chúng ta. Thì cái đó gọi là phóng dật. Còn không phóng dật là chúng ta sống theo thực tánh của pháp. À, chúng ta sống không có thiên vị ha. À, chúng ta sống không có thị phi ha. Chúng ta sống cho chính mình. À, sống không vì cái bản ngã. À, khi mà bản ngã mà nó nổi lên hơn thua bằng thì đó là phóng dật. Còn mà chúng ta coi như dùng cái từ thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. À, chúng ta sống thuận với pháp. À, mà pháp ở đây tức là thiền pháp á. À, thì coi như đó là không phóng dật. Mà chúng ta phóng dật tức là có cái ngã trong đó. Mà cái ngã là cái gì? Hơn, thua, bằng. Mà hơn, thua, bằng đó thì do tham, do sân, do si, do mạng, do nghi, do tà kiến, vân vân. Những cái ác bất thiện, những cái phiền não nó làm cho chúng ta coi như bị chao đảo. À, và chúng ta không làm chủ được chính mình. Alo, à, quý vị nghĩ sao? Phải nghĩ sao? Sa thú, sa thú. Rồi Sĩ Kim, à, ngã mạng hả? À, phóng dật là buông thả. À, tâm tham mãi chạy theo ngũ dục, ngũ trần nên bị trói buộc, bị mất mình. Mất mình là đỡ nghe, lên mạng là mất mạng, lên nét là mất nét luôn, chứ đừng có nói mất mình. À, rồi, xà thủ, xà thủ. Rồi, thời gian cũng vừa phải không? Một câu hỏi của Sĩ Nhật Quỳnh là thấy là bà con quan hỷ ha. Phóng vật và không phóng vật, theo định nghĩa là như vậy. À, tức là coi như chúng ta sống vì bản ngã. Và bản ngã thì coi như tham sân si nó chi phối. Mà chúng ta sống mà coi như với chính mình. À, trở lại với cái chính bản thân của mình. À, mà chính cái đó là chúng ta không phóng dật. À, tức là chúng ta thuận pháp. À, cũng giống như bây giờ chúng ta sát sanh hả? Sát sanh là phải rượt bắt con gà, con cá, con chim rồi này kia, chạy đuổi bắt rồi mệt, mệt đư rồi, còn cắt cổ nhổ lông rồi này kia, chiên xào nấu nướng rồi mồ hôi một cái mệt nhoi như vậy, ăn được bao nhiêu, thấy cực khổ không? Trong khi chúng ta giữ giới không sát sanh, ngồi chỗ, à, ăn để mà sống, có cũng được, không có cũng được. À, thì chúng ta thấy thoải mái, nó nhẹ nhàng hơn. À, sát sanh nó vừa cực khổ mà vừa đổ mồ hôi, vừa tạo nghiệp mà, rồi có con đường đi xuống. Còn bây giờ mình không sát sanh, tức là mình giữ cái giới đó, mình ngồi thoải mái mà còn được đi lên, là thấy sướng không? Rồi, xà thủ, xà thủ. Rồi, kết thúc buổi sinh hoạt ha. Tới giờ rồi. À, với câu Phật ngôn này qua câu hỏi của Sĩ Nhật Quỳnh, à, đó là một bài học để cho chúng ta thấy rằng phóng dật và không phóng dật như thế nào. Rút kinh nghiệm,
Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để được thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin qua lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng và thiện nam tín nữ, luôn Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh đạt. Ê tê na sa cha va che na so thi vô hô tu sa ba đà. Do lời chân thật này, kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức, luôn được an lành trong hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ.